Gia đình mà tích thiện thì niềm vui có thừa, gia đình mà tích ác thì khổ đau có thừa. Nên con cháu đến nhà nó quấy rối, nó làm cho gia đình mình tan nát khổ đau, là từ nơi cái nhân tố, là từ ông bà cha mẹ đã gieo nhân đó nên nó mới đến. Giống như cuộc dây thì mình cuộc mình mở à, nhớ kỹ nghe. Nên muốn cho con cháu mình tốt là cái nguồn gốc từ ông bà cha mẹ. Giống như bây giờ mình mang thân bệnh đau thì mình muốn giải cái nghiệp bệnh đau thì phải từ nơi cái nguồn gốc là ăn chay phóng sanh. Nhớ kỹ. Còn thí dụ như bây giờ gia đình mình có những người bắt trợn, khùng khùng điên điên, là phải gieo cái nhân nguồn gốc pháp thí. Tại vì Phật dạy mà pháp thí thì thông minh trí tuệ, mà mình lãng pháp hoặc là mình có to thuốc gì hay mà mình không bao giờ cho nhiều người biết, mà mình muốn độc quyền độc tài để bản thân mình trục lợi cá nhân. Từ nơi đó mà cái tâm đó đó giống như bòn pháp, giữ pháp không có phát ra. Nên á, cái nhân tố đó, nên gia đạo mình có người bách trợn, khùng khùng điên điên, nhân tố của nhiều đời nhiều kiếp hoặc đời này. Anh nhớ kỹ. Bây giờ muốn hóa giải cái nghiệp này thì từ nơi cái tâm bố thí pháp ra, từ cái nhân tố bố thí pháp mà Phật nói là thí pháp thì thông minh trí tuệ, còn ăn chay phóng sanh thì sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Thấy không? Hai cái nhân tố rõ ràng chưa? Nên bắt tay từ đâu? Từ người nghe pháp của chúng ta mà làm. Phan hãy kêu cái người trong gia đình mình chưa nghe hay làm, mà mình bản thân mình làm cho tốt đi. Cái nguồn gốc là từ nghe ông bà cha mẹ. Thí dụ như đứa con mình sinh ra nó được kho, nó không được lanh lẹ, nó không được khôn ngoan, nó không được phát triển tốt như con cháu người ta. Cái nhân tố là do bản thân mình. Nếu như bản thân mình mà tu nhân tích đức tốt là con cháu tự tốt liền, nó phát triển tốt lại liền quý vị à. Giống như bây giờ quý vị coi, một cái cây mà cái gốc nó tốt thì dù cái cành lá có chặt chụi hết nó cũng tốt. Nhưng mà bây giờ cành lá qua quả xum xê mà cái gốc chết thì sớm muộn gì thời gian ngắn thì cành lá qua quả này héo queo, chết queo, không có sống nổi đâu. Nói quý vị thí nghiệm thử đi. Nên người ta tưới cây là tưới ngay cái gốc. Chỉ cần mà tưới ngay gốc thì cành lá hoa quả xum xê. Còn bây giờ quý vị tưới trên ngọn không mà không tưới gốc nó cũng chết. Nên mỗi một con người mình cái nguồn gốc là từ nơi chúng ta là ông bà cha mẹ. Còn con cháu mình là cái sau này. Cái đó là cái chiêu cảm để đến. Mà cái chiêu cảm này là từ ông bà cha mẹ đã gieo nhân mà chiêu cảm đến gia đình mình. Nó mới nói rằng là gia đình mà tích phước thì việc vui có thừa, còn nếu mà gia đình mình mà tích những cái bất thiện ác thì cái khổ đau có thừa. Nên từ nơi đó mà cái nhân tố để hóa giải nghiệp chứ nó không có khó, mà đòi hỏi là chúng ta có thật làm hay không, đòi hỏi mình có thật làm hay không. Nếu như mình chân thật mình làm, mình đã nghe được phương pháp mà chân thật làm, là quý vị sẽ chuyển hóa được gia đình. Thí dụ như gia đình này á, từng đời đều có người chết yểu, chết bất đắc kỳ tử, chết kỳ cục. Gia đình này từng đời có người bách trợn, rồi gia đình này từng đời toàn là có người ung thư, hoặc là gia đình này con cháu từng đời đều là thôi chồng thôi vợ, không hạnh phúc. Vị nhớ nè, tất cả những nhân tố đó từ cái nghiệp sát sanh, bắt nguồn từ nghiệp sát sanh mà ra. Thí dụ như bây giờ á, cái ổ chim nó có hai ba con chim, mà mình bắt một con chim mình đi bằng thịt thì bây giờ nó xa bạn, nó xa anh em, con xa mẹ cha, mình chia rẽ cái gia đình người ta ra thì gia đình mình bị chia rẽ. Nên mình đoản mạng người ta, đúng ra nó sống thêm 10 ngày nữa
mà mình đoản mạng nó rồi thì cái thọ mạng nó bị mình đoản rồi thì thọ mạng mình cũng bị đoản. Còn nếu như bây giờ mình ăn chay là mình giúp cho tuổi thọ nó được tiếp tục, mình phóng sanh là mình giúp cho sự sống nó tăng thêm. Mà đã gieo nhân sự sống cho người ta tăng thêm thì sự sống của mình nó cũng sẽ tăng thêm. Nó giống như á, có câu chuyện Đức từng đọc qua, câu chuyện nhân quả. Cái gia đình này làm quan, mà bà vợ tự nhiên bà mắc cái chứng bệnh mà ông thầy thuốc ông lợi, ông khám ông nói rằng phải chặt cái mỏ 100 con bồ câu để làm thuốc trị bệnh này. Thì cái ông làm quan này ông mua 100 con bồ câu về ông nhốt. Bà vợ hỏi, ủa anh sao anh mua bồ câu nhiều dữ vậy? Nó là thầy thuốc khám bệnh cho em nói rằng là phải chặt 100 cái mỏ của bồ câu để làm thuốc. Thì bà vợ này bà nói một câu rằng không biết làm thuốc có hết bệnh hay không, mà trước nhất là 100 con bồ câu bị nghe mắc cái mỏ nó khổ lắm. Mà con người nhờ cái miệng ăn cơm, con bồ câu nhờ cái mỏ để lượm thóc. Mà anh chặt cái mỏ nó thì không khác nào anh giết nó, chết lằn, chết hồi, chết từ từ, chết trong một sự đau khổ ghê gớm. Thôi bây giờ gì nè, bệnh của em, bây giờ anh nghe lời em nè, thả 100 con bồ câu này đi đi, đừng có giết nó. Thì cái ông chồng này ông thương vợ, ông nghe lời thả hết 100 con bồ câu đi, thì tự nhiên bệnh ba hết. Còn có một câu chuyện như Đức đọc mà cái ông này ông cứu một con vật. Bây giờ nói là cứu vật, vật trả ơn á. Nhưng mà cứu nhân, nhân trả quát. Ghê không? Cứu con vật mà nó trả ơn. Có đọc câu chuyện rõ ràng luôn, cái ông này ông cứu con vật đó. Mà khi mà vị biết ông bị bệnh mà không có thuốc trị gì, mà nửa đêm con vật đó đó nó bò lên nó liếm cái vết thương ông mà lành. Trả ơn cho ông. Nên tất cả những người bị bệnh đau ung thư, bệnh này bệnh kia, những đứa khuyên quý vị nên ăn chay trường đi. Vì cái bệnh đau quý vị là từ ngay nghiệp sát mà ra 100% luôn, không có sai đâu. Từ nghiệp sát sanh mà ra, chắc chắn quý vị luôn. Một con người khi mà ăn chay phóng sanh niệm Phật là con người này quý vị biết rằng là thân tướng của họ tự thay đổi từ từ tốt liền. Quý vị biết rằng một con người mà sanh ra mà lùng lé hô súng là do cái nghiệp sát sanh mà ra. Từ nghiệp sát mà ra đó quý vị à. Tại vì á, trong kinh Phật nói rõ ràng, chúng sanh thương nhất là thân mạng, mà chư Phật Bồ Tát thương nhất là chúng sanh. Cứu được thân mạng chúng sanh là tròn tâm nguyện chư Phật Bồ Tát. Nên khi mình á, mà ăn chay á, là mình tròn cái tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát đó quý vị. Nó mà cái nghiệp sát sanh là cái nghiệp của bệnh hoạn và gia đình chết yểu. Nên những đức nói bảo đảm 100% với quý vị, gia đình nào mà làm nghề sát sanh mà làm giàu, những đức nói bảo đảm cái gia đình này mà có tồn tại lâu mới sợ. Không bao giờ tồn tại lâu. Nhất là những gia đình nào là buôn bán hải sản sống nè, tiệm thịt trâu thịt bò nè, thấy không, thịt chó nè, thịt mèo nè, thịt vịt nè, thịt gà, thịt dế nhủi, có không? Nó nói tóm lại là nghiệp sát sanh là bảo đảm với vị gia đạo này không bao giờ giàu lâu dài. Nếu gia đạo này mà giàu được ba đời mà làm nghề sát sanh chưa được một đời là gia đạo này kể như lụng bại, lụng bại liền, chắc chắn với vị luôn. Quý vị coi bây giờ mỗi người chúng ta thương nhất là cái gì? Là thân mạng của mình. Như vậy thì mỗi một con vật nào cũng thương nhất là gì? Là thân mạng của nó. Chính cái gia đình những đức ngày xưa là không biết tu hành gì nè. Những đức có một người anh hai, ông hiền lắm. Nhưng mà ở dưới quê mà quý vị, có người người ta mà đi đến nhà mà gọi là đám dỗ, đám cưới đồ mà cắt cổ gà đồ, hay là vô bếp đồ mà làm phụ à, à, cạo lông heo đồ, mổ bụng gà vịt đồ, làm ruột làm gan đồ đó là giỏi lắm. Thường là vậy là giỏi lắm quý vị.
Thì ông anh hai Nhật Đức là ông siêng năng dữ lắm, ông làm, ông cắt cổ gà xẹt 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 xẹt. Ừ. Năm 44 tuổi ông bị một cái mục ngay chỗ này nè, đưa lên bệnh viện cho thành phố. Mà người ta nói là cái mục này không có sao đâu, người ta lấy ông ra thí nghiệm, người ta mổ thử. Cái dao gạch nhẹ một cái thôi, 2 tháng sau cái mục bằng ngón tay nó bự ra bé lớn ngay đây luôn. Thì 1 tháng sau nó bự ra là nó hút cơ thể ở dưới lên hết luôn, bự như gì nè. Rồi cơ thể anh ốm tông ốm teo kinh khủng lắm. Rồi ở dưới quê người ta đâu biết tu nhiều đâu quý vị, người ta chỉ là bây giờ cắt cổ con rắn hổ, bỏ làm cái gì đó rồi uống máu của nó, rồi giết con vật gì đó để cúng, rồi mua cái đầu heo cúng, làm toàn cái chuyện gì không sao này mình tu mình mới hiểu. Vì biết rằng dùng mọi cách cuối cùng anh cũng chết, mà chết rất thê thảm, chết rất thê thảm. Rồi xong á, anh chết đi á, cái đám của anh á, bên vợ cũng là làm cũng được, là sát sanh hại vật nhiều là được cái gì ngoài đời, mà cái đám ma mà mằn heo mằn bò đồ để cho ăn là đám nó lớn á, được lắm nghe không, được lắm. Các vị có biết thấy hiểu gì đâu, bây giờ rõ ràng rồi, từ nghiệp sát sanh mà chết như vậy mà còn sát sanh thêm để xả xuống, giống như là mình đã té giếng mà ta luyện đá theo, thấy không? Nếu như mà không nghe đạo quý vị thấy châm hại không có lợi chưa? Nó đa bằng ở ngoài đời mà cha mẹ mà mất đi, con cháu mà nhà giàu đi, càng giàu thì càng tạo nghiệp, nếu không biết tu càng giàu càng tạo nghiệp sát sanh hại vật nhiều. Rồi mướn mấy cái người ổng a ổng ẹo gì hát, biết ông a ổng ẹo không? Nó hát cả đêm, hát rầm rầm rầm, bia bọt mua về uống, rồi hát ca cụng ly chia buồn, toàn là làm cái chuyện mà làm cho cái người chết này phải đọ tim không à, không có một cái lợi ích mà toàn là hại. Như câu chuyện như Đức từng kể thì nghe, cái ông này ông thiện dữ lắm, ông làm thiện nhiều lắm, đúng ra ông sanh cõi trời hưởng phước. Mà ông khi ông già, ông gần chết, ông dặn thằng con trai ông: con ơi, cả đời của cha để của cải lại cho con hết, cha là người tu nhân tích đức, khi mà cha chết đi tuyệt đối làm đồ chay, không có được sát sanh hại vật nghe con, làm chay niệm Phật, không có sát sanh hại vật, con nhớ lời cha dặn nghe. Thằng con trai nó: dạ cha dạy con nghe đàng hoàng. Khi mà ổng chết một phát thì nhà giàu quá, thằng con trai người này bàn quá, bàn lợ nói rằng: bây giờ ông mà cúng chay là người ta cười chê ông, người ta nói ông giàu của cải cha mẹ để lại, mà bây giờ ông làm đồ chay có nghĩa là ông keo kiệt, người ta miệng đời sẽ cười chê ông. Bây giờ chết cũng chết rồi, dù có giết con vật cũng là mình giết, chứ có ổng có dính dáng gì đâu sợ. Thì bắt đầu là nó nghe lời, nó sát sanh hại vật, mua bò mua trâu mua heo mua vịt mua gà mua ngỗng, nó giết tá lả âm binh, nó đãi người ta cả sớm ăn uống đùng no say ngon lành, ai cũng khen thằng này có hiếu, tại nó ăn ngon mà nó phải khen có hiếu. Bắt lỡ tụng kinh thì có mấy tên đến đâu, hiểu không? Thì quý vị biết rằng là 7 ngày sau thì cũng nhờ cái phước duyên, thì bắt đầu là ông, cái hồn của ông về, ông nhập vào thằng con trai của con ông, là kêu ông bằng ông nội. Ông nhập vào thằng con trai nhỏ, thằng con trai nó lỡ nó chỉ vô mặt cha nó nói: mày là cái thứ bất hiếu. Thằng cha hết hồn, thằng cha nó: ủa mày bữa nay sao mày ác nhân gì mà mày hỗn ẩu dữ vậy, mày dám chửi cha mày mày. Xong thằng con nói: tao là cha mày nè, tao là cha mày nè. Vậy thằng con hết hồn, thằng con xanh mặt xanh mày hết. Ổng mới chỉ vào mặt thằng con trai, ổng nói: tao đã dặn mày nhiều lần, khi tao chết đi làm trai, vì mà mày hứa với tao rồi mà cuối cùng mày lại sát sanh hại vật, mày giết bò giết gà giết heo giết vịt giết ngỗng giết tùm lum, mày xả xuống đó. Bây giờ tao mới đi xuống dưới mà tao giữ nguyên một cái đàn gà vịt heo chó bò trâu, tao giữ dưới, đúng ra tao được sanh cõi trời hưởng phước, mà bây giờ tao phải đọa xuống đó để mà giữ những con vật đó. Chừng nào tất cả những con vật đó được siêu thoát hết
thì tao mới được đi đầu thai. Mày quá bất hiếu rồi, mày quá ác ôn, bị kinh chưa? Nên cái việc mà mỗi năm đám giỗ ông bà cha mẹ mà sát sanh hại vật mà cúng là không có một cái lợi ích gì cho ông bà cha mẹ và con cháu cả. Nhớ kỹ, ông bà cha mẹ mình là cái nguồn gốc, mà mình lại sát sanh hại vật mình cúng là hại cái gốc, mà cái gốc đã hại mình là con cháu không bao giờ lên nổi đâu quý vị à. Dù nó có khá giả nhưng mà nó không bao giờ có niềm vui trong cái cuộc đời này đâu, chắc chắn quý vị luôn. Những đức nói cho quý vị nghe, có những gia đình người ta không có nghèo mà người ta không bao giờ có niềm vui trong một cái gia đình đó. Gia đình đó không bao giờ có niềm vui vì sao? Vì gia đình đó sát sanh hại vật, không biết tu nhân tích đức. Tuy có tiền nhưng không có niềm vui, tuy có tiền nhưng gặp bệnh hoạn, tuy có tiền nhưng trong nhà đủ chuyện xảy ra. Quý vị biết rằng những đức thấy rõ ràng, có một cái gia đình này sanh 4 đứa con, mà 4 đứa con toàn là đi 4 chân. Con người mà đi 4 chân, kinh chưa? Từ nghiệp sát sanh mà ra. Nên những đức nói muốn hóa giải cái nghiệp gia đình bệnh đau chết yểu, muốn hóa giải cái gia đình mà con cháu ly dị ly hôn, muốn hóa giải những cái kiếp nạn trong nhà, là trước nhất là gia đình tập ăn chay phóng sanh. Nhớ kỹ. Rồi muốn giải cái bệnh ba trợn khùng điên trong nhà thì gia đình phải tập thí pháp. Thí pháp là thông minh, Phật đã dạy, nhớ nghe. Còn muốn đoạn cái nghèo của gia đạo thì gia đình phải tập bố thí. Phật đã dạy 100%, không có sai đâu quý vị. Càng bố thí là càng nhiều, chắc chắn quý vị luôn. Đây, gia đình những đức nghèo sơ, nghèo sát, nhà toàn là rác nè. Trời ơi, làm 10 công đức, tai làm hàm nhai, tai ngưng hàm nhịn, nghèo còn hơn là cái gì nữa. Nghèo mà còn mắc cái éo nữa, cái éo. Chứ vị biết đó. Nghèo còn hơn cái gì nữa. Làm hoài cũng không có tiền luôn. Năm nào ba những đức ổng cũng tính hết chứ. Tính cái gì? Tết năm nay tao quyết định tao làm phải dư tiền. Rồi tới Tết không có một cắt. Tết năm sau tao quyết định tao phải dư tiền. Rồi hết năm không có một cắt. Những đức ở trong nhà bao nhiêu năm không dư một cắt. Làm 10 công đắc lúa đem về bán trả nợ sạch nhất. Nhà làm lúa mà lại không có gạo ăn. Kinh chưa? Tại vì sao? Vì gia đình này không có cái bố thí, nên trong mạng không có tiền lấy gì vào. Bây giờ như đức hỏi vị nè, ví dụ nè, nghe không? Đó, ví dụ nè, thấy nhìn đi, nhìn đi. Bây giờ cái ly này giống như cái tâm mình nè, mà nếu trong cái ly này không có miếng nước nào, quý vị lấy gì uống, đúng không? Đó, bây giờ mình muốn xài tiền, mà bây giờ trong mạng mình không có phước sao có tiền xài. Mà mình chỉ có xài không mà không chăm vô thì hết tiền rồi thì nó sạc nghiệp chứ làm sao. Bây giờ chỉ có xài không mà không tạo phước làm sao giàu. Nên Phật dạy đúng là cao minh, càng bố thí là càng giàu, rõ ràng luôn. Năm nào ba Như Đức ông cũng tính toán mà ông nghèo hoài. Như Đức nói bảo đảm quý vị luôn, có những người cả đời làm không bao giờ dư. Quý vị vừa dư tiền là có bệnh, vừa dư tiền là tai nạn, có không? Cái chuyện giỡn đâu nghe. Vừa dư tiền là có bệnh, vừa dư tiền là có tai nạn đến liền. Có cái bà này bà nói nè, nhà con rõ ràng y gan như thầy giảng luôn, nhà con vừa dư một chút đỉnh tiền là ba nó chạy xe, xe đạp luôn té gãy chân. Kinh chưa? Là chữa hết trơn tiền. Có tiền là có nạn, có tiền là có nạn. Hồi nãy như Đức mới gặp kìa, hai mẹ con kìa đến nói rằng rõ ràng thầy ơi, nhà con chỉ cần có niềm vui gì một chút là có họa đến liền. Niềm vui vừa đến là họa đến liền. Giết mà con sợ nhà con có niềm vui luôn.
Con hỏi thầy tại sao niềm vui đến là nhà con có họa? Những đức nói gì? Nhà cô không có cái phước của niềm vui. Không có cái phước hưởng của niềm vui. Xin thưa quý vị nè, gia đình Nhật Đức nè, Nhật Đức từ khi còn nhỏ sống trong gia đình chưa bao giờ thấy gia đình Nhật Đức có niềm vui. Không thấy nổi có niềm vui luôn quý vị. Viết mà một đứa nhỏ mà không muốn ở nhà luôn, tối ngày cứ đi lang thang lại nhà, người ta không bao giờ muốn ở nhà của mình. Về cái gia đình mình nói một cái gì đó cũng như là một cục đá đè lên đầu mình, nó nặng nề đến mức không tưởng tượng được, không bao giờ muốn về nhà. Nên Nhật Đức nói cái gia đình quý vị mà người trong nhà mà không muốn ở nhà thì cái gia đình quý vị đố mà thịnh, 100% không bao giờ thịnh. Cho quý vị biết, quý vị biết vì sao cái gia đình quý vị mà không người trong nhà chịu ở nhà không? Vì quán quỷ trong nhà mình nhiều quá, vì quán khí trong nhà mình nhiều quá. Cái chữ quán đầu tiên nghe, quán là sự hận thù báo thù đang ở trong nhà mình quá nhiều, nên gia đình của mình không có người nào ở trong nhà được hết. Chồng mình nó đưa vừa đi về nhà là nó đi liền, mà vừa chồng về nhà là cử lộn liền, vừa vợ về nhà là có chuyện liền, vừa con về nhà là bị chữ liền. Nó kỳ cục như vậy. Không gặp thì thôi, thì muốn gặp nhau, mà vừa gặp một cái là chữ đánh đuổi. Có không? Nó nói gì cũng có chứ. Nó rõ ràng chưa? Biết vì sao không? Vì quán quỷ quán khí nó nhập vào cái người đang ở nhà. Người kia vừa mới về là người này phải đuổi đi, chữ đi. Đó, cái gia đình vậy này làm sao hạnh phúc? Cái gia đình như vậy thì làm sao bình an? Quý vị ngồi suy nghĩ đi. Quý vị đi về đây cái ngày thứ bảy nha, bây giờ là bắt đầu nó lợi ích lớn cho quý vị thấy nè. Bây giờ nhà Đức nói là những người lớn, người làm cha làm mẹ là phải thường về cho nhiều. Bây giờ gầy cái gốc từ cha mẹ nè, nên hơn là đứa mấy đứa nít. Hiểu không? Cái lớp này bây giờ trở thành cái lớp mà trẻ em lâu năm. Còn trẻ em nhỏ nhỏ thì ít, chừng trăm. Mà trẻ em lâu năm thì khoảng cỡ 700. Nó nên từ nơi đó cha mẹ mà nghe đi, để bồi cái gốc của cha mẹ mới bị u. Chưa? Nên vợ và chồng mà ăn chay trường, gia đình mà biết tu, những đức nói cái gia đình quý vị đi làm ở đâu cũng muốn chạy về nhà liền. Cái nhà quý vị mà để máy niệm Phật đi, quý vị đi đâu quý vị cũng muốn về nhà chứ. Như bây giờ những đức đó, lúc nào cũng về chùa là thấy bình an, ở chùa là bình an, không muốn đi ra ngoài, thấy chưa? Vậy thì nó mới thịnh, thịnh rõ ràng luôn. Nên á, mỗi một người chúng ta nghe quý vị, khi mà mình mà nghe được đạo, nó mới cỡ mở tâm tư, nó mới giải quyết được những vấn đề trong cái cõi lòng của mình. Mà khi mà giải tỏa được những cái phiền phức trong lòng mình đó nghe quý vị, quý vị lúc đó quý vị mới giải quyết được vấn đề của cái gia đình quý vị. Còn trong lòng quý vị mà chưa giải tỏa được, quý vị có đi du lịch, quý vị có đi chỗ nào vui cũng là vô dụng. Cái gia đình quý vị mà nội tâm nặng nề là u uất trong lòng, đây gọi là một gia đình con người sống thiếu về mặt tâm linh. Quý vị muốn mặt tâm linh phát triển thì quý vị phải đi đến cái nơi có đầy đủ mặt tâm linh, nhờ lực lượng của nhiều người có mặt tâm linh để hỗ trợ cho cái tâm quý vị phát triển về mặt tâm linh. Nhớ đó. Bây giờ nhà Đức nói với quý vị nghe, nghe quý vị có nặng nề gì mà quý vị vô chùa quý vị thấy nó nhẹ nhàng. Nhớ nghe. Tại ở đây là cái mặt tâm linh nó cao độ quá, mà con người nào mà ngồi ở đây mà đang bực dọc, đang khó chịu là quý vị nên xem lại cái tâm quý vị, cẩn thận cái tâm đó đó. Tại vì cái lực lượng về niềm vui và cái mặt tâm linh quá cao mà mình ngồi trong đây mà mình không chịu nổi là quý vị đang bị biện nghiệp dẫn quý vị đi ra vị trí khác. Còn ở đây là họ đang về mặt tâm linh phát triển, gọi là cộng nghiệp tâm linh. Cộng nghiệp tâm linh đó.
Khi vị nghe gì rồi vị mới thấy rằng là mình đi đến chùa mà ngay ngôi chùa mà nghe giảng pháp, niệm Phật tu hành là quý vị đang tích tụ một cái nguồn năng lượng cực kỳ cao. Quý vị nhớ nghe, một người này bệnh đau nghe quý vị, chưa hẳn bệnh đau ung thư mà chết, mà vì con người này đã tiêu hao sạch nguồn năng lượng từ tâm. Khi nguồn năng lượng từ tâm mà sạch rồi, dù người này không bệnh cũng chết, mà còn chết đỏ lạc. Nên con người mà tích tụ được một cái nguồn năng lượng từ tâm là từ đâu? Là từ tu nhân tích đức mà sanh ra năng lượng từ tâm. Vì thấy một ngày như Đức giảng 3-4 buổi giảng không, mà mỗi buổi giảng nó có cái khác, vì thấy rõ ràng không? Mà chuẩn bị cái gì đâu. Ở bên kia hồi nãy giờ đi vòng vòng niệm Phật chơi vậy đó. Rồi xong qua đây nói chuyện, tự nhiên quý vị thấy một bài chia sẻ Phật pháp rõ ràng ghê không? Mà nó phù hợp vào cái đề học tập nữa. Đây là cái nguồn gốc mà ông bà cha mẹ phải gầy nè. Những Đức nói với vị nghe, quý vị làm nhiều chưa chắc vị thịnh đâu. Trời ơi, 100% luôn. 100% luôn, rõ ràng luôn. Bởi vì cuộc đời Nhẫn Đức bây giờ là gầy dựng bắt tay vào cái việc gì? Nhẫn Đức sẽ tạo phước duyên, Nhẫn Đức cho người khác dùng hết. Thiệt á. Cả đời này Nhẫn Đức tạo phước duyên đem đưa cho người ta dùng hết. Làm thiệt luôn. Hiểu rồi. Hiểu rồi là chân thật làm luôn. Quý vị coi con người này ngoài đời cực quá trời luôn, mà tay làm hàm nhai, tay ngưng hàm nhịn, một mình lo cho mình không xong. Như vậy mà đi vô trong chùa chỉ có niệm Phật, không có một cái kinh doanh gì, mà lại nuôi 2.000 người, quý vị nghĩ phải là phước báo không? Rõ ràng chưa? Đó. Nên những Đức tin 100% với quý vị rằng quý vị làm nhiều chưa chắc giàu đâu. Cái giàu quý vị không phải làm nhiều, mà cái giàu quý vị là ngay trong mạng vị đã có phước, chứ không phải vị làm nhiều. Nếu như quý vị cực khổ mà đi làm ra để giàu, quý vị cho rằng quý vị làm nhiều được giàu, thì những Đức tin chắc 100% quý vị là quý vị thật là hơi bị dại khờ. Dại khờ đó vì sao? Vì đúng ra là mình có thời gian thoải mái nhiều lắm để tu nhân tích đức, giữ cái tâm an lạc thoải mái, gần vợ, gần con, gần chồng, gần con. Nhưng mà mình lang thang tối ngày, không có thời gian được ở bên người thân, đi tối ngày luôn. Người này mà nói có phước, chàng ơi, không có phước đâu bạn ô. Có cái thằng đó nó cưới được con vợ đẹp còn hơn cái gì nữa, đẹp còn hơn là tiên sa giá hạng, quá trời đẹp. Chồm sớm khen, trời ơi mày, mày có phước thế ghê, mày cưới dầm con vợ gì đâu mà đẹp dữ mày. Ờ tao mà tao có phước lắm, thôi mà cái gì cũng có giá mày ơi, vợ tao đẹp tao để nhà, tao đi làm tối ngày, đi có khi nửa tháng mới về nhà lần. Thì thấy không, cưới con vợ đẹp để ở nhà đáng chưng chơ, để lên bàn thờ chưng. Còn thằng chồng thì đi làm muốn le lử, không có bao giờ được gặp vợ nữa. Vậy thì cưới vợ này về làm gì? Không lẽ làm chuối chưng? Gì mà nói có phước, không biết có phước ở đâu, hiểu không? Đúng ra vợ chồng ta sống thì người ta tối ngày người ta gặp nhau đồ, người ta nói chuyện vui vẻ, người ta tu nhân tích đức, gia đình người ta biết đủ thường vui, đây mới là thật sự có phước. Thì coi á, thấy không? Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị nè, có những quốc gia người ta không bao giờ buổi sáng được đi uống cà phê. Vì qua bên Mỹ thì coi có quán cà phê cốc không? Có quán cốc ngoài đường không? Có ai đi uống quán cốc đâu mà làm bán cà phê cốc ngoài đường? Ngay công ty người ta là có căng tin, người ta bán rồi mình kêu người ta thì nhân viên ba bưng cà phê bưng lên tới phòng văn phòng cho mình uống để mình làm việc. Có bao giờ mà mình được hưởng cái cuộc sống nhân sinh đâu. Nên những Đức nói quý vị nói quý vị đi ra ngoài Mỹ ngoài ở, đi ra đi qua bên Nhật quý vị định cư, qua bên Mỹ định cư, những Đức nói quý vị nên suy nghĩ lại. Cái nước Việt Nam mình vậy cho nó có phước. Tuy nó nghèo nghèo chứ chịu chơn. Ngộ ghê. Để ý đi. Quý vị mà đi quan sát đi, Việt Nam mình sáng sớm lang thang bọng mình đùi đuối cà phê chơi vậy được không?
ngồi cà phê một chút, đi đi làm từ từ mày, kêu đi làm nó từ từ, tao ngồi cà phê chơi một chút, nó thấy không, rõ ràng chưa? Quý vị biết nước ngoài mà nói là đi chùa mà đông gì, không có cửa đâu. Trời ơi, có cửa đi chùa đông gì đâu. Những đứa có mấy ông huynh đệ, ổng đi qua bên Mỹ bên ông tu. Thì biết bây giờ ông qua bên ông làm gì không? Làm neo. Chào chào thầy chùa mà đi làm neo. Kinh khủng chưa? Quý vị biết rằng không có ai cúng dường gì chứ, ai cũng là lu bu cực khổ. Từ khi là mấy thầy nổi tiếng người ta mới được, còn mấy ông thầy mà không nổi tiếng à, khô héo như con khỉ khô luôn. Những đức mà qua bên đó cháu thành khỉ già. Ở là trời. Thôi quý vị ơi, tôi thấy rồi, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao già vẫn hơn. Hiểu không? Quý vị mà nghe nhà Đức nói rồi, đố quý vị đưa con bị qua bên Mỹ định cư làm chi bên đó mệt. Trời ơi, mình ở Việt Nam mình có gì mình gặp nhau, ô, chào anh, ba, khỏe không? Đúng không? Còn bên Mỹ mình gặp nó nói cái gì không? Nó lia lịa cho mình, nó nói vậy mày? Biết gì đâu, đúng không? Thôi, mình ở nước mình vẫn ngon, tôi thấy cái nước Việt Nam mình vậy chứ, có phước. Nhìn vậy mà có phước quý vị ơi. Vậy thấy không? Nước Mỹ rồi nước ngoài đánh nó bắn nhau rầm. Việt Nam mình á im re, có chuyện gì xảy ra đâu. Vì Việt Nam mình hiền. Vì thấy với Việt Nam mình hiền á. Chứ nhỏ mà không hiền tao quýnh thì sao? Hiểu chưa? Hiền, biết thân phận. Và thêm nữa là cái người Việt Nam mình trọng khách lắm. Mỗi lần mà nước ngoài người ta vô người ta thăm là Việt Nam mình chào đón nồng nhiệt. Đó mà người ta thương quý vị ơi. Hiểu không? Còn mấy cái nước mà cường quốc nước lớn đồ nó hùng hậu gì vũ khí. Nên kênh người ta tối ngày nên nước nó bị tôi quýnh đe tôi. Còn nước mình hiền hậu, có đạo đức. Nên từ nơi đó ai quýnh chi tội nghiệp. Thấy chưa? Thôi mình sống hiền hậu vẫn tốt quý vị ô. Thì nghe rõ ràng chưa? Nó thôi tôi nói bây giờ có con cái cho nó học lai rai ở Việt Nam đi. Cái quan trọng là mỗi tuần thứ bảy chủ nhật đi đến chùa đồ, học tập đồ, lai rai nhân sinh đồ vậy đó. Rồi tạo cho con cái có phước báo đi bị u. Hiểu chưa? Vậy đó mà mai mốt nên người á nghe. Tôi mà sao, cái gì đâu, mỗi ngày tôi cũng sống vui quá chèn. Gạo lúa ăn lai rai. Một số người á qua bên đó, những đứa gỡ người cái lọc chùa một bịch gạo 5 kg. Lọc chùa nghe không? Lọc chùa á. Còn ai mà hồi chiều nhận rồi thôi. Nói rõ ràng. Nghe không? Đó chút bước rồi đó đó. Bước đó đó. Gỡ bị luôn. Thấy không? Chùa đông vậy mà còn lá gai rồi gạo rồi. Rồi nói chuyện xong rồi bị thấy trên bàn không? Đó, sushi. Rồi bánh mì hấp chảo. Rồi nước nước gì? Nước gì? Chà đào. Đó. Quá đặc biệt luôn. Rồi trái cây gì? Dưa ghen. Thấy chưa? Tự nó đó. Thấy không? Về chùa mà vui gì mà không về nữa thôi. Nên những đứa nói cái người bị ung thư á, vui là hết trơn ung thư, không còn miếng ung thư. Trời ơi, có cái bà kia kìa, bà nói kìa, hồi đó bà ở nhà bà chửi tối ngày. Bà chửi tối ngày luôn. Bà gặp chồng chửi chồng, bà gặp con chửi con, bà gặp ai bà chửi nấy. Vậy mà bà nghe như Đức giảng bà nghỉ chữ luôn. Bà vui chữ gì nữa, đúng không? Bây giờ như Đức hỏi vì ngồi đi, vì vui với chữ ai?
ngồi đây vui vẻ chữ ai? Nó nên những người mà bệnh đau này kia vui đi hết dân bệnh nè, vui niệm Phật hết dân bệnh liền, yên tâm đừng có sợ. Chứ đừng có bệnh đau một chút cái bắt đầu là lo lỡ mình chết đi, rồi con cháu của mình, chồng mình ở lại rồi nó không biết nó có vợ nữa không, rồi con mình sao đây, rồi của cải sao đây. Thôi mình bệnh mình lo cho bản thân mình đi, vậy mà nó hết bệnh. Chứ mình đừng có lo tùm lum la làm chi vậy chàng. Hiểu không? Nó trời ơi, bản thân mình lo cho mình là hay nhất. Mình vui thì mình mới làm cho người ta vui, đúng quý vị? Hồi nãy gặp cái cô đó, cô nói dạ thưa thầy, làm sao mới độ con được thầy? Những đức nói bà vui bà tu trước đi rồi bà mới độ nó, hiểu chưa? Phật nói trong kinh mà trước độ mình thì mới độ người. Bây giờ bị coi nè, những đức tu mà không vui sao những đức nói chuyện với bị nghe vui? Bây giờ mười mấy năm nay những đức mà tu mà gặp mà bây giờ bước ra một cái là tôi nói cho mấy người biết không, là độ ai? Ai mà về đây? Trời ơi, mỗi tuần thứ bảy người ta về đây người ta tìm niềm vui, mới bước vô gặp ông thầy cái mặt kênh kênh đi vô, ở đâu mà đến đây dữ vậy? Còn tuần một nghĩ đến luôn, đúng không quý vị? Bởi vì cái niềm vui mới độ người nghe. Nó bây giờ nghe đạo rồi đổi tính tình lại đi, ngày xưa đi đâu cái mặt cũng chầm dầm chù ụ, bây giờ đừng có ụ nữa, đừng có ụ nữa, ụ với nó xấu lắm nha. Hiểu không? Nó sống sao cho nó hoạt bát đi, ụ chi? Trời ơi, giờ nhà đứng hỏi vị nè, cái vị thiếu nợ rồi, vị buồn vị cũng phải trả nợ, chứ không có cái lý buồn mà khỏi trả nợ. Nếu thiếu nợ mà buồn mà khỏi trả nợ là ai cũng đi buồn hết, buồn để khỏi trả nợ, hiểu không? Nên mình thiếu nợ phải trả nợ, nhưng mà vui trả nợ, mau hết nợ hơn. Còn mình bệnh mà mình vui trả nợ, mình niệm Phật thì mau hết bệnh hơn, nhớ nghe. Còn mình thiếu nợ ông chồng mà mình vui trả nợ ông chồng, mình niệm Phật thì mau trả nợ cho ông chồng xong. Còn con bất hiếu ngộ nghịch nó chửi mình mà mình không có dặn, không có bực bội, mình niệm Phật, mình tu nhân tích đức thì trả cấp kỳ, nhớ nghe. Đó, nên á, muốn độ con cháu là bắt nguồn từ ông bà cha mẹ tu nhân tích đức mà độ được con cháu, nhớ đó quý vị. Nên vị về đây những đức chia sẻ vậy đó, nhiều người mình có phương pháp tu tập cỡ mở ra rồi, nhớ nè, có cái máy niệm Phật đi đâu cũng đeo máy niệm Phật nghe. Rồi gia đình cố gắng thờ ngôi Tam Bảo đi, ở nhà tập tu nghe pháp mỗi ngày đi quý vị. U bây giờ bữa nay sinh nhật 22 người lên đây, những đức vừa niệm Phật rồi mấy người mà ghi tên sinh nhật bữa nay lên đây nè. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chùa của mình mỗi tuần đều có sinh nhật mấy chục người không à. Thì nhớ nghe, cái sinh nhật là cái tưởng nhớ đến công ơn ông bà cha mẹ của mình nghe, chứ không phải là sinh nhật để đòi quà đâu nghe quý vị. Chứ không phải như ngoài đời mà sinh nhật mà rủ đi ăn chơi nhậu nhẹt đồ đâu, mà sinh nhật là để mình tu nhân tích đức, để mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình. Nên những đức tặng cho con heo để mình biết á, bỏ ống để mà mình phụ giúp cha mẹ của mình, hoặc mua quà cho cha mẹ nghe. Hoặc là các cháu cũng biết á, tu nhân tích đức, biết cúng dường tam bảo để tạo phước cho các cháu, vì cái tâm cần kiệm mà sống trong cuộc đời này thì cái phước các con mới sau này lớn lên nghe nhớ. Nên mỗi năm sinh nhật là tưởng nhớ đến công ơn của cha mẹ, để mình niệm Phật nãy giờ để mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình còn sống, hoặc là cầu siêu cho ông bà cha mẹ mình đã mất nghe. Nên chúc toàn thể đại chúng an lạc vui vẻ. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, các con về chỗ ngồi đi các con. Còn thiếu heo hết à? À, còn không? Còn heo nữa không?